Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em nhá. Các bác thân mến, ngày hôm nay tiếp tục em lên một video demo chiếc một combo cục đẩy các bác nhá. Một combo cục đẩy công suất để chơi sự kiện. Đó là cục đẩy của hãng Bird Audio các bác nhá. Đây là một hãng nhập khẩu hàng nguyên hộp, nguyên thùng xốp các bác nhá. Được nhập khẩu bởi công ty LD Show Hà Nội. Các bác thân mến, ngày hôm trước thì em đã livestream và cũng như là quay cho các bác cùng xem về hình thức bên ngoài cũng như là bóc thùng hai cái model đẩy ngày hôm nay trước mắt các bác, trước màn hình nhỏ của các bác. Các bác thân mến, khi các bác mua những sản phẩm mà có tên tuổi và được bảo hành bảo hộ của chính hãng thì các bác nên lưu ý rằng là như thế nào gọi là chính hãng, thì tí nữa em sẽ giải thích và nói cho các bác sâu hơn một chút các bác nhá. Còn về cơ bản thì ngày hôm nay các bác sẽ được thấy một điều mà không thể nào mà các bác phủ nhận được, đó là khi các bác mua mặt hàng về thiết bị âm thanh thì các bác sẽ được test trực tiếp như thế này. Và một combo thì anh em cũng lên tham khảo những cái sản phẩm mà anh em chuẩn bị sở hữu các bác nhé. Ngày hôm nay thì em đang sở hữu một dàn A-dây. Ở đây thì các bác thấy là em sử dụng một cây dây này là 2 bát 30, 3 tép và 2 chung. Và bên đây là một bát 50 mid low và hai chiếc tay bát 25 nữa, côn 75 các bác nhé. Và bên dưới đây này em đang sử dụng một cặp súp kép từ 300 và côn 150. Vậy thì các bác hôm nay thì sẽ được em mở ruột cũng như là review cho các bác xem hai chiếc cục đẩy combo để anh em cùng đi làm sự kiện các bác nhé. Để các bác tham khảo, và anh em đi làm sự kiện thì cũng nên tham khảo những cái hàng như này. Với những mặt hàng này thì được bảo hành cho các bác chính hãng trọn đời. Và tất cả mọi linh kiện hoặc là thiết bị khi mà các bác bị rủi ro, bị hỏng hóc thì đều có linh kiện thay thế và bảo hành chính hãng. Tất cả linh kiện đều của chính hãng các bác nhé. Nhập khẩu 100% bởi công ty LD Show Hà Nội với thương hiệu là Bird Audio các bác nhé. Bird Audio là một thương hiệu các bác nghe có vẻ rất lạ lẫm, nhưng Bird Audio là đến từ thương hiệu của một đất nước rất là quen thuộc, đó là đất nước Ý các bác nhé. Công nghệ của Ý, và nó đang được sản xuất tại Trung Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé. Với công nghệ của Ý và dây chuyền lắp ráp và tại Trung Quốc các bác nhé. Giống như là dòng Samsung hoặc là iPhone các bác đang sử dụng và đang sở hữu trên tay mình, những con Samsung hoặc những con iPhone gần 100 triệu hoặc 450 triệu cũng là sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Hoặc là những cái sản phẩm ví dụ như cao cấp, mà nhiều những sản phẩm nghe nhạc nữa các bác thấy rằng là cũng đang sản xuất ở Trung Quốc. Và đây là một mặt hàng được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé. Với công suất của con đẩy SL2x1400 này thì đang sử dụng để đánh súp kép. Với công suất thực của nó, mỗi một kênh ở trở kháng 8 ohm là 1400W các bác nhé. Và sử dụng mạch Class D cao cấp nhất bây giờ, nhưng lại sử dụng nguồn xuyến, không phải nguồn xung. Đặc biệt hơn nữa là chiếc cục đẩy ngày hôm nay các bác, model đẩy ngày hôm nay, hãng đẩy ngày hôm nay các bác đang được chiêm ngưỡng cũng như là em đang review cho các bác ở đây là sử dụng mạch Class D và mạch nguồn xuyến, sử dụng biến áp xuyến các bác nhé. Đặc biệt hơn, một điều rất đặc biệt đó là nó chạy AutoVolt, có thể chạy được điện yếu và không phải chờ đợi gì cả. Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem nội thất ở bên trong. Model thứ hai bên đây đó là model SL4x1400W. Thì với model SL4x1400W này, các bác sử dụng để đánh cho những cái cặp A-dây 40. Ví dụ như con này, mỗi một kênh nó có thể đánh cho các bác một cặp dây đơn 40 các bác nhá. Giống như một dàn A-dây ở bên kia của em đang sử dụng một con 4 kênh để đánh với cấu hình bên trên là 4 tai full như thế này. Đó là mỗi một bên một cây full 30. A-dây 30 các bác nhá. 2 bát 30, 3 tép và 2 chung. Còn bên đây là một dây A-dây, một bát mi lâu là 10 và một cặp A-dây đơn 25, hai củ tép và họng 75 các bác nhá. 4 kênh em sử dụng đánh cho hai vế A-dây này. Đấy, bên kia hai quả, bên đây hai quả là 4. Và con đẩy 1400 em đánh cho một đôi súp từ 300 côn 150. Thì đây là công suất 1400 nhân hai kênh ở trở kháng 8 ohm, và em đang sử dụng đánh cặp súp côn 150 các bác nhá. Từ 300 côn 150 và ở đây thì đánh A-dây. Thế thì không phải đợi lâu nữa, mời các bác cùng em review bên trong ruột của nó một chút. Trước khi vào bên trong ruột thì các bác cùng em là tham khảo qua cái phần đằng sau. Thì ở đằng sau thì các bác thấy đây. Đấy, em sẽ mở ra, đây là hai kênh đánh súp này. Và đây là đường tín hiệu. Đường tín hiệu của con này phía đằng sau vào jack cân ông bình thường, Bray vẫn có, system vẫn có, Paranel có và khống chế tín hiệu vào 0,75 đến 32 decibel có nhá. Có đường link ra cho chiếc cục đẩy khác. Đấy, và tiêu chuẩn châu Âu, hàng xuất châu Âu các bác nhá. Và sử dụng nguồn PFC và chạy dao động. Đấy. Có nghĩa là nó chạy được từ 110 cho đến 200
20V, các bác không phải suy nghĩ gì, lát nữa thì em sẽ mở ra cho các bác xem. Những cái tiêu chuẩn châu Âu thì những cái biểu tượng này thường những nhà sản xuất mà là chính hãng thì không bao giờ dám in bừa các bác nhá. Bởi vì khi mà làm sản xuất xong thì người ta được kiểm định. Và các bác thân mến, made in China là không thể lẫn vào đâu được, không thể cãi vào đâu được. Và các bác đừng mơ tưởng với những con đẩy Mỹ mà như công suất như thế này mà có giá 1-2 chục triệu thì không bao giờ có đâu các bác nhá. Và những con đẩy mà sản xuất tại Mỹ mà class D với công suất như thế này nó có tới tiền 1-200 triệu chứ không phải 1-2 chục triệu các bác nhá. Dù có là sản xuất ở Mỹ hay ở Trung Quốc thì nó cũng vẫn là công nghệ để sản xuất mạch class D. Mỹ người ta cũng sản xuất như Trung Quốc các bác nhá, mà thậm chí vẫn nhập linh kiện Trung Quốc về sản xuất bình thường. Đây cũng made in China các bác nhá, sử dụng 4 kênh nhân 1400W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Con này chuyên để đánh full array và con này chuyên đánh súp kép các bác nhá. Thì đây là một combo rất lý tưởng. Và bác nào muốn tham khảo giá thì tí nữa em sẽ cho các bác xem tham khảo giá. Đây, không phải nói nhiều nữa, các bác cùng em tham khảo bên trong. Với mạch class D thì hoàn toàn chạy bằng xoắn ốc phét các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Từ cái biến áp của nó rất là khủng này. Đó. Đây là con 2 kênh và phía bên đây là con 4 kênh các bác nhá. Thế thì 4 kênh và 2 kênh thì bác nhìn thấy nó có khác nhau cái gì không ạ? Đây. Ví dụ như các bác có thể mua một con 4 kênh giống như con này. Đây nó là 2 kênh và đây nó là 4 kênh. Thế nhưng các bác mua một con 4 kênh, ví dụ ngoài thị trường em đang bán con này dao động khoảng 15 triệu một con, nhưng các bác mua một con cũng giống như này. Đấy, nhưng mà giá nó dao động đâu đó 8 đến 10 triệu thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như các bác thấy không? Con này nó là có hơn chục triệu thôi, nhưng con này nó 14 15 triệu gì đấy, đúng không? Thế nhưng các bác nhìn thấy hai con này về máy móc nó không khác gì nhau. Đây là điều các bác lên cân nhắc nhé các bác nhá. Trước khi các bác mua các bác lên cân nhắc, hai con này nó không khác gì nhau, nhìn không khác gì nhau, nhưng con này 4 kênh nhân 1400, con này 2 kênh nhân 1400. Về lô hôm nay khách quan mà nói thì các bác thấy rằng là ở trên mặt máy nó không có gì khác nhau. Khi các bác xem qua video anh em chỉ nói cho các bác 1400 một kênh thì các bác biết 1400 một kênh, nhưng tại sao 1400 một kênh về các bác đánh không được rút kép. Đúng không? Các bác quan sát đây này. Ở đây người ta sử dụng cái bo giống y chang như bên này. Đấy. Nhưng ngược lại là các bác không phát hiện thấy điều gì nó khác biệt. Đó, giữa hai con mà một con là 2 kênh 1400 và một con này 4 kênh 1400 thì các bác nhìn thấy không? Không phát hiện được cái điều gì khác biệt, đúng không? Đấy em quay các bác. Thì chỗ này là chỗ mà các bác còn lộm nhộm, các bác hay bị nhầm lẫn các bác nhá. Nhầm lẫn là chỗ các bác là nhầm lẫn về công suất. Đấy. Bởi vì con này nếu như người ta làm bớt đi thì con này người ta chia làm 4 kênh, 2 kênh người ta chia làm 4, vẫn cái mã 1400 đúng không? Vẫn model đấy, vẫn bên mạch đấy, thì model và mạch đấy nó vẫn là model và mạch của 1400, nhưng 1400 2 kênh khác với 1400 4 kênh. 1400 4 kênh các bác nhìn thấy đây. Không có phát hiện gì khác nhau, nhưng ngược lại các bác thấy phải nhớ rằng nếu 1400 4 kênh thì nó sẽ có hai bo như thế này này chồng lên nhau. Nhưng khi các bác nhìn qua video anh em nói như thế này, cũng có những nhiều model sẽ ăn bớt đi một bo các bác nhá. Và để lại một bo nhưng chia làm hai. Có nghĩa là mỗi một bo này là mỗi một vế này là hai kênh, vế này hai kênh là 4 thì nó chỉ còn là 750W một kênh thôi chứ không có 1400 đâu các bác nhá. Mặc dù nó giống nhau nhưng đương nhiên là giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Còn về đi sâu một chút về cái linh kiện của những con này thì chiếc đẩy ngày hôm nay của các bác là phần tụ lọc nguồn, các bác thấy không? 200V. Đấy. Và đây là tụ Nega. Đấy. Do hãng Tông Đa của Trung Quốc sản xuất. Và đây các bác thấy còn dòng tụ này đấy, là tụ Not Buy. Tụ Not Buy này là tụ của Nhật xịn các bác nhá. Tất cả những dòng tụ này là tụ Nhật xịn. Not Buy là tụ của Nhật xịn. Các bác cứ tra tất cả những thiết bị linh kiện, ví dụ như từ máy bơm cho tới tất cả mọi cái thứ mà có cái tụ này, Not Buy là tụ của Nhật xịn. Và phần trở và phần tụ lọc tất cả ở đây đấy, cuộn khử nhiễu tất cả toàn là linh kiện cao cấp. Và cái điều quan trọng nhất là em vừa nói với các bác là nó chạy được nguồn dao động. Những con đẩy bình thường các bác không thấy được cái nguồn dao động của nó, tại sao nó chạy được nguồn dao động. Thì đây là một cái bo khởi động trước. Đấy. Cũng như là tạo điều khiển cái áp đầu vào, cân bằng cái áp đầu vào để khi chúng ta bị điện yếu, chúng ta bị không bị mất áp, mất dòng. Đấy. Để sử dụng công suất lớn, nó không bị tụt áp tụt dòng, giảm ổn định cho cái cục đẩy, nó được bền bỉ hơn và công suất nó đảm bảo hơn, ổn định hơn các bác nhá. Đấy, và bây giờ thì không phải xem nhiều gì nữa. Đấy, về cơ bản thì nó chỉ có như này thôi các bác nhá. Thế bây giờ em sẽ cho các bác cùng xem tham khảo mức giá niêm yết của hãng là như thế nào các bác nhá. Đây thì sẽ là chiếc mức giá niêm yết của hãng. Đấy. ld.com.
Đấy. Thì đây, các bác thấy ngay sẽ có ngay. Em sẽ tìm đến cho các bác thấy ngay. Bác chị cũng bộ. Nhất trí rồi ạ. Vào đây xin mời các bác cùng tham khảo nhé. LD sâu các bác viết trên Google. Đấy, các bác đánh LD sâu http 2.2/ldsau.vn các bác sẽ thấy ra ngay công ty điện tử âm thanh công nghệ số LD sâu. Đấy, các bác kích vào các bác biết ngay tham khảo những sản phẩm này. Đó, bác thấy không? Và đây là logo và cũng như là hãng. Thì các bác thấy rằng tí nữa em sẽ quay trong nhà em cho các bác cùng xem nhé. Thì với cái sản phẩm này, đây, đẩy 2 kênh, đẩy 3 kênh, đẩy 4 kênh này. Thì với model 2 kênh thì các bác sẽ thấy em vừa mới review cho các bác. Đó, các bác thấy không? Model S SL2 x 1400 với giá là 14.500.000 đồng của hãng các bác nhá. Đây. Các bác nhìn model không? Đó. Thì chính là model này đây. Đó. Và LD sâu nhập thương hiệu Bird về tại Việt Nam. Còn dòng 4 kênh các bác nhá. Em sẽ cho các bác xem dòng 4 kênh, còn 4 kênh đây. 4 x 1400. Tất cả sản phẩm đều có mã code để các bác có thể kiểm tra, mà các bác kiểm tra trực tiếp trên web đây, không phải đón đâu các bác nhá. Đây là SL 4 x 1400 với giá là 20.100.000 một chiếc. Các bác này. SL 4 x 1400 20.100.000 một chiếc. Các bác nhá, giống y chang nhau không? Đấy, giá nó chênh nhau chục triệu một chiếc. Các bác thấy sao ạ? Ổn không ạ? Và sản phẩm này thì sẽ luôn tùng được cập nhật ở trên web, cho nên các bác thoải mái tham khảo. Và không phải là một hàng mà giống như anh em cùng nói trên tất nhiên là hàng nhập khẩu thì hàng nào cũng là nhập khẩu. Ví dụ như là những cái cục như thế này cũ lắm rồi cũng là nhập khẩu đây các bác này. ldsau.com và em là đại lý số 1 khu vực Chí Linh Hải Dương các bác nhá. Hãng Bird, hãng Wesson, hãng STV Đua là ba thương hiệu của LD Sâu. Và tất cả những sản phẩm được LD Sâu nhập khẩu chính hãng đều về có tất cả những thông tin, thông số. Đây các bác thấy địa chỉ công ty rõ ràng. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc qua em. Đó, không phải lo lắng gì vấn đề về bảo hành hoặc hàng chính hãng hay không chính hãng. Không lo mới hay cũ các bác nhá. Đấy. Và bản em vừa test cho các bác cùng nghe là một bản nhạc trên YouTube, không sử dụng công nghệ gì cả các bác nhá. Và em test với một cái bàn mixer không cần cốt, mà súp em cũng cắt từ mixer luôn các bác nhá. Rồi ok, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để bên dưới này. Các bác thấy những sản phẩm này hợp lý không, like cho em cái, đăng ký kênh vào để tiếp tục xem những review những cái sản phẩm khác nữa các bác nhá. Chân thành cảm ơn các bác và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Chúc các bác chọn được những sản phẩm ưng ý nhất tại kênh của VBL Chí Linh Hải Dương. Trân trọng chào các bác.